bình cầu an à? tiền, cầu bình an, cầu Cầu tất cả mọi thứ. cầu cơm, cầu gạo, cầu tất cả. Ừ. Hay nhỉ? Mình phải thịt lợn để cúng tổ tiên. Phải gói 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 đồ xôi xong là gói cái bánh nhỏ Ở chỗ nhỏ. cháu thì Tết Nguyên Đán ở khu ấy, phải thứ hai là rằm tháng 7. Đấy thôi. Cô thì họ họ Lý thì lại không có rằm tháng 7. Ừ. Ở đây thì họ Triệu lại có rằm, họ Triệu với họ nhà Sơn kìa. Ừ. Sơn Vlog kia lại có rằm tháng 7. Lại không có tháng 6. Rằm tháng 7 thôi. Tháng 5 thì không quan trọng mấy, nhưng mà tháng tháng 6 như nhà như họ cô đây thì lại quan trọng. Ê. Vắt được không á? Ở dưới kia không có quạt à? Có một cái đây. Có cất quạt đâu mà chở mang đi. Có một cái nhà nó bị gãy ấy. Lấy cánh à? Cánh. Nhưng mà quạt có to không mà vác đi. Ồ, nhưng mà để vác được không? To lắm á, không quạt bé à. Đây. Quạt này thì Con này không vác được. không vác được. Cái nào cũng to. Cái nào cũng to á. Ừ, có 12 cái nào cũng to. Cánh hôm qua có một cái cánh mà. Hay là mà anh buộc anh bảo Bảo nó thay cho. cầm thêm cái quạt bé bé của anh đi nhỉ, hợp lý hơn cái quạt này để trên giường. Đây có một cái này mà gãy cánh rồi. Cái cánh thì nó làm gì? Vậy cánh đi. Cái cánh này có quay được không? Hả? Hả? Cái cánh có quay được không? Có quay được nhưng mà Quả to thì to quá. Rồi chìa khóa này mai anh đây. Thằng nào mà anh chuyển đồ lên mà.